Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái loa karaoke Bluetooth mini nữa các bạn. Ở đây một cái luôn. Thì ở đây là có hai bạn gửi, một bạn đã gửi đã sửa một cái micro là nó chỉ nó sạc vô được nhưng mà cái mic nó không có ra tiếng lớn nữa các bạn. Rồi, giờ mình sẽ mở lên. Đây, dặn volume maximum hết luôn. Đó. Nhỏ xíu nè. Rồi một cái ha. Sạc thì vô bình thường nè. Nó sạc bá đèn xanh nè các bạn. Rút ra nè. Đi vô lại nè. Ok. Một tay. Còn tay này thì mình sạc không vô luôn ha. Nó sạc không thấy đèn báo gì hết luôn. Mở cũng không lên luôn. Đó. Bluetooth Đó đó lên hụt thử nữa mà. mode. Low battery, Đó. quick Báo hết pin nè. Biểu mình sạc nè. Nhưng mà cắm sạc cho rồi nó không có báo cái đèn đỏ. Đó. Rồi tắt. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái micro này ra để mình kiểm tra các bạn. Đây là cái phần bo mạch của nó nè. Đây là cục pin nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cục pin ha, rồi mình cắm sạc cho coi pin nó tới cục pin của mình chưa. Khoảng 3 V các bạn. Tiếp theo các bạn cắm cái sạc vô. Đó, mình cắm sạc vô mà nó không có đưa tới cái pin của mình. Cục pin mình nó không thay đổi các bạn. Có nghĩa là cái đường sạc này nè. Một là nó không có đưa tới cái chân sạc. Hai là nó chưa tới cái chân IC sạc. Tiếp theo là cái chân pin của mình nó không có thay đổi. Có nghĩa là cái bộ sạc nó có vấn đề. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái ổ sạc ha. Đây cái ổ sạc nó nằm như vậy. Thì cái chân cộng á nó nằm ở bên tay trái, chân trừ nó nằm bên tay phải. Hai cái chân bìa hết đó các bạn. Bìa bên tay phải nè là chân trừ nè. Còn bìa bên tay trái nè là chân cộng. Đó các bạn đo thấy nó lên nè. Tiếp theo mình tìm con IC sạc. Thường á là con IC sạc nó có 5 chân. Đây nè các bạn. Con IC sạc 5 chân nè. Đó, mình lấy một chân mát của cái USB nè. Mình đo coi nó tới đây chưa. Chưa tới nè. Còn mấy chân này là nó đá đèn nữa các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dò tiếp ha. Nó vô tới cái chân sạc nè. Đó, rồi. Thì muốn dò nó tiếp thì các bạn phải gỡ ra. Tại thằng này nó có hai mặt á. Mình sẽ tháo nó ra. Mình tháo ra mình dò cái mặt kia luôn. Thì cái ổ sạc của nó đó là nó vô cái chân này. Đây nó xuống đây nè các bạn. Đó. Mình sẽ đo tiếp ha. Trừ nè. Gá ngoài mát của cái USB nè. Cộng nè. Lên nè. Rồi hôm nào mình dò qua đây. Nó đi qua tới bên đây nè. Đó. Khoảng 5 V 2. Tiếp theo mình dò tiếp coi nó đi tới đâu nữa. Nó qua ổ USB rồi nó tới cái con điện trở nè. Đó. Qua trở nè. Nó qua trở rồi nó sẽ còn có 3 V nữa các bạn. Rồi tiếp theo các bạn dò tiếp. Thì cái từ cái chân này nó sẽ đưa dòng ở đây, bìa lên đây. Rồi nó đưa vô chân IC nè. Chỉ có 3 V thôi. Rút pin ra luôn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cục pin của mình. Pin mình còn 3 V các bạn. Loại pin này nó không có cái bo sạc trên này ha. Nó chỉ là cục pin thôi. Bây giờ mình sẽ tìm cục pin khác để mình hàn vô. Mình test kiểm tra thử. Ở đây là cái cục pin mà mình lấy ở trong cái khoang pin đó. Mình lấy cục pin này. 18650A. Bây giờ đo kiểm tra cục pin ha. Cộng nè. Trừ nè. Đó, lên khoảng 4.2. Bây giờ mình muốn hàn xe pin của mình bằng cọng dây thì các bạn cạo cái phần này nè các bạn. Cạo một một lõm ở trên đây cho nó sáng lên. Đó. Các bạn cạo cho nó sáng lên vậy. Ở đây cũng vậy luôn. Cạo chỗ nào cũng được. Đó, các bạn cạo cho thiệt sáng lên rồi bây giờ mình sẽ hàn. Ok ha. Thì cái cục pin này nè, nó cũng giống y như vậy thôi. Đây là nó hàn cái cọng dây thẳng xuống đây thôi. Bây giờ mình sẽ đo nè, cộng nè, trừ nè, có pin nè, rút này ra. Đó, mình test kiểm tra, nhớ hàng là đúng cộng, đúng trừ nha.
thì cái cục pin của mình đó nó sẽ thường là nó sẽ là màu đỏ là cộng, màu đen là trừ, ở trên mạch cũng có ghi bên cộng bên trừ đó. Còn nếu như nghi ngờ thì các bạn phải đo chính xác hơn, là bên đỏ là cộng nè, đen là trừ nè đó. Rồi hàng vô. Ở đây trừ nè, đây cộng nè, khoảng 3V99 đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắm cái sạc vô đó, vẫn không báo đèn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đo nè, nó vẫn đúng 3V99 luôn, chứ không có đủ cái áp để mà sạc ha. Ở bên đây là 5V04 nè, này 4V nè, tới C nè 4V nè, AC ra nè. Rồi bây giờ đưa tới sạc nè, 3V99, nó 3V99 nè. Sau đó có mình kẹp cái trở cầu chì này lại nè, 4V nè các bạn, đó thấy không, con trở cầu chì này nó bị tăng trị số buông ra nè, nó giảm nè, kẹp vô nè, nó sạc cho được nè. Bây giờ các bạn câu tắt cái con điện trở cầu chì này nè các bạn nè, thay vì mình lấy nhíp mình kẹp, bây giờ mình sẽ câu tắt luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái sạc vô nè. Đo nè, khoảng 5V2, 5V dưới đây, khoảng 5V ra, khoảng 4 bên mấy nè. Ở đây là cái chân led nè các bạn, chân led báo sạc nè, không có nguồn, nó chỉ đưa sạc tới thôi, còn cái con led này nó không có sáng nè. Rồi bây giờ cuối cùng các bạn thay cái, kiếm cái con IC sạc để mình thay, còn không có thì các bạn để như vậy nhưng mà sạc nó không có báo nha, nó không có báo đèn, nó vẫn sạc được nhưng mà không có báo đèn. Muốn báo đèn thì phải câu, nhưng mà con IC này nó không chết các bạn nè, nó vẫn sạc bình thường nè. Rồi bây giờ mình sẽ hàn cái cắm sạc vô, không báo đèn luôn nhưng mà nó báo sạc. Giờ mình rút sạc ra nè, đó ghim sạc vô nè, đó rồi sạc thì ok, mình chế độ là cái đường đèn thôi, nó chỉ có là cái không có báo đèn thôi, cho nên mình sạc mình không có biết là nó có tiếp xúc tốt hay không, nó có pin nó có vô hay không. Bây giờ các bạn cách ly cái con điện trở của cái phần led ra, ở đây mình sẽ gỡ cái con trở của cái con led nè, nó tự nó lấy cái chân bi cộng đó các bạn, đó các bạn lấy con trở nó ra như vậy đó. Đây con trở nè, các bạn cách ly ra nè, xong rồi cái này mình sẽ hàn nó xuống mát nè, mát thì nó nằm bên đây nè các bạn, đây cái chân này nè, ngoài cái vỏ của cái USB của mình nè, hoặc là cái vỏ của cái tập thể nhớ á. Này mát nè, nó mình hàn hai này dính lại, mình đổ cái chân đèn nó lại ha. Nếu như không có IC thay thì mình sẽ làm cách này, còn có IC thay các bạn để nguyên, các bạn chỉ kiếm con IC khác mình đóng vô thôi. Loại này thì nó hiếm lắm rồi, thì mình sửa lại cái này, mình có nói với khách là khi mà mình không có IC thay mình đậu là người ta chịu mình mới làm ha. Đó sau khi hàn nó xuống mát rồi nè, các bạn đo lại một lần nữa xem coi nó sáng cái đèn lên không nè, sáng đèn lên nè. Tiếp theo các bạn đo từ cái chân mát nè qua cái đầu con trở nè, đó sáng đèn lên nè. Rồi thì cuối cùng các bạn tìm một cái con diode nữa mà, đó con diode nè, nó sẽ nằm ngay ra cái con cầu chì nè, con này mình gắn vô không sao hết đó các bạn, đó
mình gắn vô nó bình thường ha, gắn sạc bình thường. Bây giờ mình sẽ cạo cái chân của cái chỗ mà con điện trở nè, các bạn cạo cho nó sáng lên, bự ra một chút để mình hàn con diode vô cho nó dễ ha. Sau khi hàn xong rồi á, mình sẽ cắm cái sạc vô nè để mình test thử ha. Đây mình sẽ đo cái đường sạc vô các bạn, qua diode nè, khoảng 4,6 V, rồi chưa qua diode nè, khoảng 5 V, rồi tới chân sạc nè. Ok, tới chân sạc ha. Tiếp theo mình hàn cái cục pin này vô nè các bạn, hàn cục pin vô để mình đo coi nó sạc vô tới cái pin này chưa ha. Rồi cắm sạc vô nè. Tiếp theo mình sẽ đo nè. Đó. Các bạn đo rồi các bạn rút ra xem coi cái pin đó nó thay đổi là sao ha. Nếu như có thay đổi thì nó sạc vô bình thường, ok không sao. Giờ rút ra nè. Ghim vô, rút ra. Đó. Cái này thì nhìn không có thấy rõ, mình sẽ đo bằng cái đồng hồ số để thấy rõ hơn. Cái pin này nó đang đầy các bạn, cho nên là mình đo thì nó sẽ không có thấy nhiều bằng cái pin nó hết. Đó, có thay đổi nè, có nghĩa là nó sạc cho được đó các bạn. Rút ra nè, ghim vô. Đó. Rồi, ok. Bây giờ tiếp theo các bạn câu cái đường để mà nó báo pin nè. Đây mình tìm cọng dây đồng nhỏ nè. Mình sẽ câu ngoài trước con diode đó các bạn. Đó. Tiếp theo các bạn câu vô cái con trở hồi nãy là mình đã cách ly ra đó. Đó. Xong rồi nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm sạc vô xem cái đèn nó sáng không ha. Nè, đèn sáng nè. Rút ra nè. Đó, cắm vô. Rồi, như vậy là xong nè. Chỉ việc là mình chỉ cắm sạc vô mình xài thôi. Đây, bây giờ mình sẽ đo cái áp pin của nó nè. Là khoảng 2,87 V ha. Rồi, sẽ cắm sạc vô. Đó, đo tiếp chân pin đó nè, khoảng 3,22 V nè, bắt đầu nó đang vô nè các bạn. Đó. Đó, nó đang sạc vô nè, nó 33 đó. Đó thì nó chỉ báo sạc thôi, cái đèn này báo sạc thôi, còn cái phần ngắt sạc nó nằm đây. Rồi bây giờ bỏ nó qua một bên, tiếp theo tới cái mic này nè các bạn. Mic này nó bị nhỏ nè, nó bị nhỏ mic. Tháo đầu ra, kiểm tra cái đầu này trước nè. Đó, dựng lớn lên. Đó. Nè, nhỏ xíu nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái mic này trước. Cái mic này các bạn lột nó ra để mình kiểm tra ha. Trời ơi, ở đây nè các bạn. Ở đây dán cục keo dán sắt với cái cục gòn ở đây nè. Đó. Bây giờ mình sẽ khử cái này ra. Đây, bây giờ mình sẽ thay cái mic này nè các bạn. Lục từ nãy giờ thôi, mình lấy trong cái tai phone của mình luôn. Cái này nằm ở trong cái tai nghe mà tai nghe của phòng game á các bạn. Bây giờ mình sẽ hàn vô thử coi nó lớn không ha. Nếu như lớn thì mình để xài luôn. Xong, giờ mở lên nè. Đó. Lục. Lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lục. Đó, lớn hơn nữa các bạn. Lục 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ok ha. Việc mình lắp lại thôi. Còn cái mic này thì nó bị giảm rồi, nó không có còn lớn nữa. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với các bạn cách sửa lại hai cái tai mic ha.
Rồi nếu như thấy video bổ ích thì bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.